Lào Cai là một trong những tỉnh đi đầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng. Cùng với việc ứng dụng các phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng, phần mềm smartphone giúp tuần tra quản lý rừng. Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đầu tư 12 biển cấp dự báo cháy rừng tự động, 13 thiết bị bay không người lái trong quản lý bảo vệ rừng. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, hàng năm, lực lượng kiểm lâm cập nhật trên 20.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp có thay đổi. 6 tháng đầu năm nay đã phát hiện xử lý 86 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Các điểm cháy được phát hiện sớm, kịp thời, hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.